Bạn đã từng lo lắng rằng cổ động viên sẽ đổ bộ đi xem hạng nhất mà lại ngó lơ V-League không nhỉ? Hình như điều đó đang xảy ra hay sao ấy? Dù chỉ là một vài trận đấu khởi đầu cho cúp quốc gia, nhưng huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia cũng lặn lội tận vào miền trong để xem giò. Cổ động viên thì không ngại thời tiết để đến sân và tắm mưa cùng cầu thủ. Còn gì tuyệt vời hơn khi những người mà họ mong tỏa sáng như Công Phượng thì đã ghi bàn, hay Văn Lâm cũng có vài pha cản pen. Điều đó đã xảy ra thật sự rồi. Trận derby thủ đô vào hôm thứ Bảy đã chứng minh rằng hạng nhất không đủ tuổi để so với V-League. Nhưng hãy thử nghĩ mà xem, cỡ như Hà Nội FC hay Công An Hà Nội mà bỏ hết Tây già thì chưa chắc ăn được Ninh Bình đâu nhỉ. Văn Lâm, Hoàng Đức, Quốc Việt hay Hữu Tuấn cũng lực chẳng kém. Và với thể thức của cúp quốc gia thì trận cầu vừa kể trên cũng sắp diễn ra thôi, khi Phù Đồng, Ninh Bình và Hà Nội FC sẽ cùng một nhánh tại giải cúp này. Có thể bạn không tin chứ, lỡ ngỡ đội bóng phía Bắc này lại vô địch cúp quốc gia, năm sau chắc chắn có suất để đá C2 châu Á liền luôn. Các đội hạng nhất bây giờ đang tạo được cơn sốt rất lớn, nghĩ mà lạ. Có lẽ vừa bật TV sẽ khiến nhiều cổ động viên không khỏi bất ngờ, khi đây là Bundesliga chứ có phải cúp quốc gia đâu. À, nhìn lại thì đây không phải là trận đấu giữa Werder Bremen với Bayer Leverkusen đâu nhỉ. Nhìn màu áo mà giống quá. Vâng, cũng chẳng hiểu ý tưởng của ban design bên phía câu lạc bộ Phù Đồng Ninh Bình là gì nữa, khi mẫu áo năm nay chẳng khác nào Bayer Leverkusen năm 2023-2024, mùa giải mà thầy trò huấn luyện viên Xabi Alonso đã viết nên câu chuyện thần kỳ với chức vô địch ở giải vô địch quốc gia Đức sớm cả mấy vòng đấu. Có lẽ vì thế nên Ninh Bình của Bầu Thụy đang muốn biến giải hạng nhất thành sân chơi của riêng mình hay sao? Dù V-League 2 phải tuần này mới diễn ra, tuy nhiên chúng ta đã mường tượng về tương quan lực lượng của các đội bóng này trong mục tiêu thăng hạng nhờ vào những cuộc đấu vừa qua tại cúp quốc gia. Công Phượng nổ súng, Văn Lâm cản phá pen, nó phải cỡ đó thì giải hạng nhất mới được chú ý chứ. Nhiều người đã từng phải tốt lên rằng các ngôi sao của V-League đang tháo chạy xuống hạng dưới sẽ khiến V-League 2 thậm chí còn được quan tâm hơn cả V-League 1. Điều đó thì hẳn nhiên rồi, chả cần biết anh đá đấm như thế nào. Bây giờ tôi thấy đội này có ngôi sao thì tôi bỏ tiền bỏ thời gian ra để xem, có thế thôi. Và hãy nhìn Đặng Văn Lâm thi đấu trước Thành phố Hồ Chí Minh đi, các bạn sẽ hiểu được tại sao những đội hạng nhất lại được đặc biệt quan tâm đến như vậy. Bị chê bai chỉ trích chắc chắn như vậy rồi, là tuyển thủ quốc gia mà mò xuống tận đây để kiếm tiền nữa thì chịu luôn. Nhưng Văn Lâm vẫn mặc kệ mà thi đấu như lên đồng để giúp Phù Đồng Ninh Bình lọt vào vòng đấu tiếp theo của cúp quốc gia. Vẫn là trên chấm luân lưu, vẫn là những động tác giả khiến đối thủ không biết đường nào mà lần. Một Đặng Văn Lâm khiến người hâm mộ liên tưởng đến trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Jordan tại Asian Cup 2019. Một Văn Lâm lạnh lùng đầy chiêu trò và cuối cùng cũng khiến đối phương phải mắc sai lầm với một cú đá thẳng vào xa ngang và một tình huống Văn Lâm cản phá được. Còn gì tuyệt vời hơn khi chuỗi cản phá pen từ Thường Châu Tuyết Trắng lại kéo dài đến tận UAE đầy nắng dành cho bóng đá Việt Nam. Hiếm khi thủ môn được bắt luân lưu thêm một lần nữa khi phải đến các giải cúp quốc nội hoặc thi đấu các vòng knock out tại đội tuyển quốc gia thì may ra còn có cơ hội mà thể hiện. Nhưng có lẽ cơn mưa lớn đổ xuống sân Thống Nhất đã khiến cho định mệnh được sắp đặt dành cho Văn Lâm vậy. Lâm Tây chỉ cần hai động tác giả để tóm được hai cú sút pen của cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh, qua đó giúp đội nhà đi tiếp. Ngay sau màn ăn mừng với đồng đội là màn thể hiện cảm xúc cực mạnh với người vợ Yến Xuân trên khán đài với một thông điệp rất rõ ràng: anh sắp lên chức bố rồi. Niềm vui mấy khi được trọn vẹn như ngày hôm nay, và đúng là nhìn cái cách anh ăn mừng nhiệt như vậy mới thấy được động lực của cầu thủ vẫn còn đang rất lớn, chứ đâu phải có tiền rồi thì hời hợt đâu. Sau trận thắng không mấy bất ngờ cho một đại diện V-League, câu lạc bộ Phù Đồng Ninh Bình đã biết hành trình của mình tại giải đấu năm nay là ra sao, với việc chỉ phải gặp Bà Rịa Vũng Tàu ở vòng đấu tiếp theo. Có thể nói rằng Ninh Bình đang là hiện tượng để lật đổ những ông lớn của V-League trong các trận bán kết hay chung kết chẳng hạn. Vì nếu Thép Xanh Nam Định chạm trán đội bóng của Văn Lâm tại cúp quốc gia thì chỉ có mỗi Nguyễn Xuân Son được ra sân mà thôi theo điều lệ của giải đấu. Và các bạn cũng không tưởng tượng được rằng nếu có lỡ vô địch cúp quốc gia mùa này thì Phù Đồng Ninh Bình sẽ là đại diện của Việt Nam tham dự AFC Champions League 2 mùa giải 2025-2026 bất kể đội bóng này đang đá ở hạng nhất hay là V-League. Trước đó, cơn sốt vé của câu lạc bộ Trường Tươi Bình Phước được cụ thể hóa bằng hình ảnh này. Đâu đó 4.000 cổ động viên đã có mặt tại sân Bình Phước. Họ chen chúc nhau, họ reo hò không ngớt để cổ vũ cho đội bóng con cưng của mình. Có lẽ miền Đông Nam Bộ hiếm khi mà chứng kiến bầu không khí cổ vũ bóng đá cuồng nhiệt đến vậy. Không phải là những tấm băng rôn, poster có in tên, in hình của Công Phượng được treo khắp các khán đài. Song có lẽ ai cũng hiểu các cổ động viên đến đây vì Phượng là phần nhiều. Bởi hiếm khi nào họ được thấy ngôi sao lớn khoác áo đội bóng của mình, và còn đặc biệt hơn khi đó lại là Công Phượng với sức hút không mấy bị mai một theo thời gian. Nói đi thì cũng phải nói lại, lý do sân Bình Phước ngày hôm ấy đông hơn thường lệ là bởi ban tổ chức đã quyết định mở cửa miễn phí để chào đón khán giả. Không phải mất tiền vé đã đành, nhiều cổ động viên có lẽ còn cảm thấy công sức tới sân cũng xứng đáng lắm chứ, khi được hòa mình vào bầu không khí của ngày hôm ấy. Đó là câu chuyện của trước trận, còn đến khi bóng lăn, Phượng càng chứng tỏ được sức hút hơn.
Cứ mỗi lần bóng đến chân của tiền đạo sinh năm 1995 thì lại là những tiếng ồ, hò reo không ngớt trên các khán đài. Đấy, bảo cổ động viên chủ yếu đến sân vì Phượng thì có ngoa đâu chứ. Và để đáp lại tình cảm của người hâm mộ dành cho mình, dành cho đội bóng, Công Phượng cũng chỉ cần có 5 phút mà thôi. Chính xác là khi đồng hồ điểm 4 phút 15, Phượng đã đưa được bóng vào lưới của trẻ Thành phố Hồ Chí Minh trong sự vỡ òa trên các khán đài của sân Bình Phước. Có lẽ đông đảo cổ động viên có mặt trên sân khi đó không chỉ mừng bởi đội nhà vươn lên dẫn trước, mà là người ta đã chứng kiến điều mà muốn được chứng kiến từ lâu. Đó là hình ảnh này, Công Phượng ăn mừng với nắm đấm chỉ thiên và điệu cười rạng rỡ quen thuộc. 2 năm mà ra sân có 2 trận trên đất Nhật, thế mà về Việt Nam lại tỏa sáng luôn được thế này thì kể cũng tuyệt vời lắm chứ. Tất nhiên ở một môi trường đỡ khắc nghiệt và nhiều cơ hội hơn thì cầu thủ cũng dễ để tỏa sáng. Nhưng ý mà chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây là phong độ và cảm giác bóng của Công Phượng kìa. Đó mới là điều đáng mừng hơn cả. Rồi đến đây mới thấy thế nào là sức hút thực sự này. Phải chăng ông trời muốn thử lòng và sự kiên nhẫn của các cổ động viên Trường Tư Bình Phước hay sao mà chút cơn mưa lớn xuống sân ngày hôm đó? Thế nhưng nắng đã có mũ và mưa thì đã có áo mưa. Hàng nghìn cổ động viên vẫn nán lại ở đó, mặc áo mưa và tiếp tục cổ vũ cho Công Phượng cũng như đội bóng con cưng. Và rồi tất cả đều được đền đáp xứng đáng cả. Bàn thắng duy nhất của Công Phượng đã giúp Trường Tươi Bình Phước vượt qua trẻ Thành phố Hồ Chí Minh để tiến vào vòng 1/8 cúp quốc gia mùa này. Bị thay ra ở hiệp 2 và không thể ghi thêm được những dấu ấn. Song từng đó vẫn là đủ để Công Phượng có được màn chào sân mỹ mãn và làm khán giả hài lòng rồi. Ngày mà Văn Lâm tỏa sáng dưới sân, Hoàng Đức lại ngồi trên khán đài và theo sát từng đường bóng của các đồng đội trong màu áo câu lạc bộ Phù Đồng Ninh Bình. Dù gia nhập đội bóng trước mùa giải mới, thế nhưng tiền vệ sinh năm 1998 vẫn không kịp đăng ký tại cúp quốc gia và đành phải làm khán giả cho tới khi bổ sung lực lượng. Khi Hoàng Đức còn chưa sỏ giày, song với hiệu ứng mà Văn Lâm cùng nhiều dàn sao khác tạo được ở Phù Đồng Ninh Bình, có thể thấy độ chịu chơi và chịu chi của Bầu Thụy là xứng đáng như thế nào. Trước khi mùa giải mới khởi tranh, những Văn Lâm, Đinh Thanh Bình và có khi cả Hoàng Đức nữa vốn sẽ khoác áo trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng bất ngờ xảy ra ở phút chót khi tất cả lại được chuyển khẩu với Cố Đồ và khoác áo câu lạc bộ Phù Đồng Ninh Bình. Kể cũng lạ, thế nhưng chính tư tưởng không giống ai này của ông bầu hai đội bóng mới tạo nên hiệu ứng tích cực đấy chứ. Dù trong màu áo nào thì không thể phủ nhận, những ngôi sao đã góp phần tạo nên sức hút lớn dành cho các đội bóng này và sân chơi hạng nhất nói chung. Cúp quốc gia mới chỉ là nhá hàng mà đã vậy, thế thì giải hạng nhất sắp tới sẽ hấp dẫn thế nào thì cũng có thể tưởng tượng được. Dù vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều đấy, thế nhưng có thể kỳ vọng giải quốc nội mùa này sẽ trở nên thú vị bậc nhất trong lịch sử cũng nhờ sức hút ở giải hạng nhất không hề kém cạnh sân chơi V-League. Đó chẳng phải là giá trị của những Công Phượng, Văn Lâm hay Hoàng Đức hay sao?